Ngày 4 tháng 12 năm 1970, phi công Bruce Gannon có hai hành khách trên chiếc máy bay một động cơ Big Crab Bonanza của mình, bố anh và đối tác kinh doanh. Họ cất cánh từ đảo Andros ở Bahamas và đích đến là phía tây bắc bờ biển Florida. Chắc chắn họ đã ở trong không phận của tam giác Bermuda khét tiếng, nhưng đây là chuyến bay quen thuộc mà Bruce đã thực hiện hàng chục lần trước đó. Chuyến đi thường kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Bruce cất cánh và tăng dần độ cao. Ngay từ lúc này, nhiều điều kỳ lạ đã bắt đầu diễn ra. Ban đầu, anh nhận thấy một đám mây nhỏ phía trước, nhưng nó cứ lớn dần lên. Không phải do máy bay đến gần hơn, mà do đám mây thực sự có kích thước lớn hơn. Bruce phải bay qua nó và ra bên ngoài một cách ổn thỏa. Anh đạt đến độ cao hành trình và một đám mây bí ẩn khác xuất hiện. Đám mây này rất lớn và Bruce cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bay qua nó. Lúc đó, trời tối như mực xung quanh máy bay, nhưng đây không phải là một đám mây bão và trời không mưa. Bruce bắt đầu lo lắng và rồi bùm, anh nhìn thấy những tia sáng trắng lóe lên. Bruce tiếp tục bay thêm 30 phút nữa thì nhận ra đây chính là đám mây mà anh đã bay qua trước đó khi đi lên cao. Nhưng bây giờ, đám mây có hình trụ và máy bay đang bay qua tâm của nó. Nó rộng và dường như vô tận. Bruce đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra nổi cái bẫy đó. Nhưng một phút sau, anh nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng đột nhiên, các vách của đường hầm trên mây dần thu hẹp. Chúng đang nhốt máy bay lại. Các công cụ định vị bắt đầu loạn lên. La bàn tự quay ngược chiều kim đồng hồ. Các vách của đám mây cứ thu hẹp lại, càng lúc càng nhỏ, quấn lấy nhau như một cần lốc. Các thiết bị điện vẫn chập chờn. Bruce sắp hết thời gian, anh ấy phải nhanh chóng ra khỏi nơi này. Sau 20 giây mệt lử, anh đã thoát ra khỏi cái bẫy mù mịt này. Sau này, khi mô tả lại, Bruce cảm thấy không trọng lượng trong 5 giây khi máy bay rời khỏi đường hầm. Những đám mây tan ra và bây giờ máy bay đang ở trong lớp mây mỏng xám nhạt. Ba người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Bruce lập tức lấy bộ đàm và liên lạc với bộ phận kiểm soát mặt đất để xác định vị trí của anh. Nhưng khi nhìn vào màn hình màu xanh lục, khuôn mặt của điều phối viên nhăn lại vì khó hiểu. Máy bay của Bruce không có trên radar, cứ như máy bay vô hình vậy. Nhưng sau đó, điều phối viên cho biết máy bay đã ở trong không phận Miami. Bruce bị sốc cực độ, không thể như thế được. Hãy nhớ rằng toàn bộ chuyến đi thường kéo dài khoảng 90 phút, nhưng lần này nó chỉ mất 47 phút để đến đích. Máy bay của anh ấy không đạt tốc độ vượt âm một cách thần kỳ so với tốc độ giới hạn bay tối đa của mô hình. Về mặt vật lý, điều này là không thể. Điều phối viên chắc hẳn đã nhầm lẫn. Nhưng khi những đám mây tách ra, Bruce thấy mình thực sự đang ở phía trên Miami. Máy bay đã hạ cánh an toàn và đã đến lúc cố gắng giải đáp bí ẩn này. Bruce kiểm tra lượng nhiên liệu còn lại và đồng hồ của mình. Sau khi tính toán nhanh, anh chỉ càng thêm bối rối. Máy bay đã không dùng hết lượng nhiên liệu mà lẽ ra nó phải dùng. Hồ sơ lưu trữ thể hiện 84 vết đen cùng một cơn gió mặt trời mạnh đã được ghi lại vào ngày hôm đó. Điều này gây ra nhiễu động trong quyển từ của trái đất, dẫn đến sự rối loạn của các thiết bị và radar trên máy bay. Nhưng cho đến nay, chưa ai có thể giải thích được tại sao máy bay tới Miami nhanh như vậy. Có thể trong thời gian tới, sự thật sẽ được hé lộ. Nhưng hiện tại, nó vẫn là một trong những câu đố bí ẩn về tam giác quỷ Bermuda.